Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, tôi là Trang Nhung, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén, không ai có khả năng tư duy nhanh nhẹn như họ, có tài nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Tỵ mệnh hỏa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ xa xỉ và quyền lực. Họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục, kính trọng. Hơn thế nữa, khi giải quyết một vấn đề, họ sẽ không bao giờ nóng nảy, tùy tiện bởi tuổi Ất Tỵ hiểu rõ sự vội vàng sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Không ai có thể suy luận sắc bén, chính xác bằng tuổi Ất Tỵ, vì thế họ trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ với quý vị và các bạn về vận hạn, hung cát cũng như khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là người có đầu óc tư duy, luôn suy nghĩ tính toán cẩn thận. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực, nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Họ rất thông minh và tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 cho rằng, trong tháng này các bác tuổi Ất Tỵ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các bác cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng và chi tiết tới vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh và suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc của các bác đang tiến hành triển khai. Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Các bác nên có những cách cư xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Ngoài ra, trong năm 2021, thái tuế là sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nên đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày và sử dụng cho các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 cho thấy, tháng này với những bác làm kinh doanh sẽ gặp may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía các bác. Tuy nhiên thì các hợp đồng và các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều, khiến các bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những các bác đang làm công ăn lương, mặc dù công việc làm chăm chỉ, các bác sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, điều này khiến các bác cảm thấy rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của các bác phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình. Ngay cả khi các bác không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu.
vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh. Tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Tỵ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với các bác tuổi Ất Tỵ. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Mức chi tiêu của các bác trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa các bác thiếu sự chỉ chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định. Thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm của mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy các bác đang có nguy cơ mất tiền và hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà các bác tuổi Ất Tỵ phải đối mặt. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc thì các bác hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh các bác. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho các bác. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1962 trong tháng này không thật sự khởi sắc. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất rất nhiều thời gian nằm vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác đã sống quá nửa cuộc đời, các bác nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Ngoài ra thì ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bác đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đồng thời các bác đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo ý mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân và hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và truyền thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch, các bác tuổi Ất Tỵ tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn và không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, phong thủy lộc tài vẫn nhắc nhở các bác tuổi Ất Tỵ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Các bác có thể dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trọng trách, áp lực dồn nặng khiến các bác không thể nghỉ ngơi hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng như vậy. Chính vì vậy, trong thời gian này, các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Thất Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Ất Tỵ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tuất thành hỏa cục. Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão, Tuyệt Hợi. Trong tháng này, các bác tuổi Ất Tỵ cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 5 năm 2021, tức ngày 20 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 5 năm 2021, tức ngày 2 tháng 7 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi.
Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mẹ chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng này còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi Ất Tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 8 tháng 5 năm 2021, tức ngày 17 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 5 năm 2021, tức ngày 29 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 4 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề về những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh và cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Phong Thủy Lộc Tài rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.